Xin chào quý vị các bạn, Kia vừa công bố hình ảnh chính thức đầu tiên về khoang nội thất của mẫu Sedona thế hệ mới hay còn gọi là Carnival. Không chỉ đột xác hoàn toàn về thiết kế ngoại thất, Sedona 2021 còn được cải thiện đáng kể về khoang cabin, mang đến cho người dùng một không gian rộng rãi, thoải mái và sang trọng hơn. Sedona là mẫu xe mới nhất của Kia được áp dụng cách bố trí hai màn hình cỡ lớn 12,3 inch cho bảng đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống thông tin giải trí. Cả hai màn hình này được kết nối liền mạch với nhau, dễ gợi liên tưởng tới những mẫu xe sang của Mercedes. Phía dưới màn hình trung tâm còn có một màn hình nhỏ có thể điều khiển nhiệt độ hoặc âm thanh. Bằng việc số hóa khu vực bảng điều khiển và giảm bớt các nút cơ học, khoang lái của Sedona 2021 mang đến cảm giác sang trọng và hiện đại hơn. Ngoài ra, cửa gió điều hòa cũng được tái thiết kế với kiểu dáng thanh mảnh giúp kéo dài chiều rộng của khoang nội thất. Vô lăng ba chấu bọc da tích hợp các nút điều khiển. Đặc biệt là Kia Sedona thế hệ mới còn được trang bị công nghệ shift by wire với nút xoay chuyển số thay cho cần số truyền thống. Cách bố trí này không lạ, vốn đã xuất hiện khá lâu nhưng chủ yếu trên các xe thể thao hạng sang để tối giản không gian, tạo sự liền mạch từ bảng điều khiển đến bệ thì tay. Ngoài ra, từ hình ảnh được công bố có thể thấy là nội thất của xe được bọc da màu sáng với chất liệu tốt hơn, kết hợp với những điểm nhấn trang trí bằng kim loại và bề mặt có hiệu ứng satin nổi. Bên cạnh đó, không gian nội thất của Sedona thế hệ mới cũng sẽ rộng và thoải mái hơn nhờ việc gia tăng kích thước chiều dài tổng thể và chiều rộng của xe. Cụ thể thì Sedona 2021 có chiều dài tổng thể là 5.155mm, rộng 1.995mm và cao 1.740mm, cùng chiều dài cơ sở là 3.090mm. So với bản tiền nhiệm thì Sedona 2021 có chiều dài tổng thể tăng thêm 40mm và chiều rộng tăng thêm 10mm. Tuy nhiên, từ thị trường thì Kia Sedona 2021 sẽ được cung cấp cấu hình 7, 9 hoặc 11 chỗ ngồi. Ở cấu hình 7 chỗ phổ biến, hàng ghế thứ hai của xe vẫn là kiểu ghế Captain mang phong cách thương gia, có thể tùy chỉnh bệ thì tay, tựa lưng và bệ đỡ chân. Trước đó thì cuối tháng 6 vừa qua, Kia cũng công bố những hình ảnh ngoại thất của Sedona 2021 với một loạt những nâng cấp đáng kể, khiến cho chiếc MPV này trở nên năng động và linh hoạt hơn. Theo Kia thì Sedona 2021 là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những gia đình trẻ hiện đại. Theo kế hoạch thì Kia sẽ tổ chức buổi ra mắt trực tuyến dành cho mẫu Sedona này vào ngày hôm nay 13 tháng 7 và bắt đầu nhận đơn đặt hàng tại Hàn Quốc từ ngày 22 tháng 7 tới. Hy vọng là mẫu xe này cũng sẽ sớm được đưa về Việt Nam. Còn các bạn thấy sao về Kia Sedona 2021? Vui lòng để lại comment ngay bên dưới video chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.